rất là cao, có thể sánh tầm với châu Á và có thể ngoài ngoài châu Á nữa. Chúng ta hãy chúc cho anh thành công bằng ý chí và nghị lực của mình trong tương lai. Vâng, còn bây giờ chương trình của chúng ta vẫn còn có một món quà nho nhỏ ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem đó là điều gì. Các bạn thân mến, chỉ còn một vài phút nữa thôi của chương trình Ngôi Sao Ước Mơ ngày hôm nay và khách mời của chúng ta đang là Trần Lê Quốc Toàn. Và bây giờ sẽ là món quà nho nhỏ của chương trình dành cho Trần Lê Quốc Toàn. Xin mời bạn và hai bạn trẻ sẽ cùng bước ra sân khấu với chúng tôi ạ. Và đây là chiếc tạ mà chúng ta đã mang đến từ đầu chương trình. Hãy cho những một tràng pháo tay. Bây giờ sẽ là một món quà nhỏ của chúng tôi dành cho Trần Lê Quốc Toàn và bạn hãy cùng với cả các bạn khán giả nhìn lên màn hình được không? Xin mời chúng ta sẽ cùng đứng ở vị trí này. Em chúc anh Toàn trong tập luyện thì sức bền càng ngày càng tốt, thi đấu càng ngày càng đạt kết quả cao. Chị chúc gia đình em luôn luôn mạnh khỏe và là điểm tựa vững chắc cho em, chị và cả đội, luôn luôn cổ vũ em và động viên em và quý mến em. Tao với mày cũng chơi thân từ khi mới vào tạ tới bây giờ thì tao cũng chúc mày thành công trong con đường mày đã chọn và đạt được những ước mơ mày đã muốn đạt đấy. Toàn, bác luôn luôn mong con làm sao cố gắng phấn đấu vượt lên chính bản thân mình và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của ban huấn luyện, của bộ môn, của mọi người, và cái mục đích của cháu là làm sao đấy trong kỳ Olympic tới phải đạt được tấm huy chương mà cháu cũng như mọi người mơ ước. Em luôn luôn tự hào về anh. Em tự hào về anh rất nhiều. Bạn bè ở thời trường hay nói với em là mày sướng nhỉ, có một người anh nổi tiếng. Em kêu là Thanh không tự hào vì anh Thanh nổi tiếng, nhưng Thanh tự hào vì anh Thanh là một người biết lo cho gia đình. Chính vì vậy, em muốn nói với anh là em cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã hy sinh để cho em có được ngày hôm nay. Em được học đến nơi đến chốn cũng là nhờ anh. Em cảm ơn anh. Mẹ đây Toàn ơi, mẹ đang ngồi ở nhà và đang tâm sự cùng với đài VTV là mẹ muốn gửi cái lời chúc của mẹ đến với con. Mẹ mong rằng con nhận lời chúc này thì con nhớ ghi mãi mãi ở trong lòng. Lời đầu tiên mẹ cũng chúc con sức khỏe thật dồi dào và mong rằng con luôn luôn tự tin cố gắng và đem huy chương về cho nước nhà và cũng như cho riêng gia đình nhà mình. Trần Lê Quốc Toàn, chúng tôi mong rằng là trong tương lai bạn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giúp được thêm cho gia đình mình, cho bản thân mình và điều đặc biệt hơn nữa đó là mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Chúng ta mong rằng ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình.